Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh HNT và nhớ mở thông báo lên nha mọi người. Đây, anh em chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau chơi cái tựa game gọi là Thế Giới Tí Hon. Mình đang chơi cùng với hai thành viên, một là Linh Cú Te. Đây, chúng ta sẽ cho mở mic cho các bạn nó nghe cho vui. Ok con dê. Rồi, Linh Cú Te và Rehost gì Việt Nam đẹp trai. Ok, đây là hai thành viên rất là dễ thương luôn. Hello, chào hai em. Đây, anh sẽ tặng cho hai em một cái món quà, đó chính là một cái rìu. Cho em này một cái, nữa là hai cái. Nó, cho em hai em đó, đưa cái nha. Rồi, hiện tại thì chúng ta đây rồi, hai người ta đang tìm cái con chim cánh cụt. Đó, xúc nó luôn. Bây giờ thì đã có thức ăn cho con gấu, bây giờ mình đi tìm con gấu nè. Đây, anh em chúng ta đi kiếm con gấu đi. Anh có con cá rồi, bây giờ anh đi tìm con gấu để anh cho nó ăn. Anh muốn thu phục nó đem về làm thú cưỡi. Chim cánh cụt lúc không, lúc kiếm thì không thấy, còn lúc thì cá đóng luôn mấy man nè. Còn bây giờ cái con gấu của anh lúc nãy anh thấy nó, bây giờ nó chạy mất tiêu rồi. Ôi giờ bây giờ thấy tàu là chim cánh cụt không à. Làm sao anh mang cái con gấu đó về cái nhà của mình. Em có thấy con gấu đâu không chị anh với. Mấy con này sao mấy con chim cánh cụt này nó không đẻ trứng ta. À có một cái trứng rồi nè. À, tí anh về anh mang cái trứng về nuôi chim. Đó. Đây ra một cái trứng nữa, hai cái. Đó, mấy chú rớt trứng ra cho anh đem trứng về anh nuôi. Ok. Hả? Rich hot cho em đồ, em chưa có rìu hả? Anh cho rồi mà. Anh còn cái búa nè, cho em cái búa nè. Đó. Ok con dây xong rồi đó. Đi kiếm cho anh con gấu đi. Con gấu của anh đâu rồi, anh đem về anh cưỡi nó. Ai gấu ơi, mi ở đâu rồi? Làm sao ta thấy mi? Wow, bây giờ thì hai ta đã tìm thấy được cái con gấu rồi các bạn à, nó nằm đằng kia kìa. Rồi. Đó đâu rồi, mới thấy. À nó kia. Yeah. Cuối cùng thì anh em chúng ta đã phát hiện, lấy thức ăn. Đó, con cá này là con cá lồng tông. Con cá lồng tông này dành để cho cái con gấu bắt cực nó ăn các bạn à. Đây. Gấu ơi gấu. À gấu nè anh. Ôi giời anh cho nó ăn cái đã. Ơi gấu. Ô, anh cho nó ăn rồi đấy. Ờ à, anh có cái này nè, anh có cái yên. Gấu ơi. Sao anh giữ cỡi nó không được. Gấu. Tao cho mày ăn nè. Mày phải yêu tao chứ. Sao anh không để yên lên người nó được. Làm sao để lên đây. Gấu bắt cực. Đề nghị các bạn. Đó ok. Gấu ơi là gấu, tao thấy mày dễ thương quá mà tại sao mày không cho tao cởi. Ở mình cởi nó chơi vậy các bạn. Ui nó gầm. Chưa cởi được. Chưa cởi được. Làm sao đặt cái yên lên người nó đây. Chưa cho nó ăn hết đồ ăn hả? Anh cho nó này. Ăn. Anh cho nó ăn quá trời luôn. Anh ơi, đây chụp hình con ơi, chụp hình dẹp đi. Dẹp đi. Ok, để xíu đã. Để xíu đã. Ôi, anh đang quay. Anh đang quay video mà. Sao mà chụp được? Rồi hết thức ăn rồi làm sao đây?
Anh không đặt cái yên lên người nó được. Ôi giời. Ai ai chỉ anh đặt với? Có ai biết đặt không? Nó được mới được. Phải cho nó ăn được ăn cái có cái dòng máu từ cái đầu này nè. Nè rồi anh mới đậu cái lưng ngựa vô được. Anh cho nó ăn quá chừng cá luôn rồi. Mấy em đi kiếm đi, mấy em đi kiếm cá đi. Cho em ơi. Anh nói để anh giữ nó cho, anh hy sinh làm nhiệm vụ cao cả, anh giữ gấu nha. Ok này. Ok, anh em đi kiếm. Nhà anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Nhà anh ở xa lắm, cái nhà anh là cái hình đó. Cái hình mà em đang đến đó. Cái hình okay, hình thần đấy. Ơi gấu mày đừng có đi, gấu mày đứng chỗ giùm tao đi gấu. Mày đi là tao cắn mày hả? Anh em lần đầu tiên được gặp. Ok. Rồi trời. Em coi clip anh không? Đâu gặp được anh đâu, em coi clip anh không à. Ok. Em xem em có share ủng hộ anh không? Chia sẻ video ủng hộ anh với. À, bây giờ anh ơi. Giờ anh phải làm anh luôn rồi. Ôi con gấu, no. Chết. Em đẩy nó là kì gọi luôn. Wow. Bây giờ làm sao? Em ơi, có ai gọi là thu phục con gấu cho anh với? Thôi, để em vô cái kho của em còn có cánh cục luôn đặt cái trên chiếc à. Anh có hai cái trứng nè. Mà nó ăn nhiều lắm hả? Nó ăn nãy giờ mười mấy con cá của anh rồi đó. Em. Ơi. Ăn quá trời. Cái mic của em nó bị gì rồi, nó nghe không có rõ, gọi là tiếng nhỏ tiếng lớn ấy, không nghe rõ. Gấu bây giờ kiếm đâu ra cá đây. Em đứng đó em canh đi, anh đi kiếm cá coi. Gấu này nó ăn à đây rồi. Chim cánh cục kìa. Cao quá em kiếm. Anh thấy con chim cánh cục rồi, để anh đi bắt chim coi. Ok. Đây rồi, hai con chim. Ôi giời ơi, cái con gì mà nó kêu thốn thế. Yeah. Ôi đây có một cái trứng nữa nè. Tí lấy trứng đem về. Nó chạy. Ôi, tốn rồi. Chạy. Ôi giời ơi. Nó chạy ngôi. Chết. Đừng có cho ăn nó nha. Đừng có cho nha thôi. Kim cương của anh để anh xài đi nha. Ok. Trình Wow, anh được 6 con cá rồi. Ôi chào Lê Quang, rất vui được gặp em luôn. Có một thành viên mới đây. Đâu rồi, rồi con gấu nó nằm đâu rồi ta? Khó khăn cho anh. Ê đây thấy rồi. Anh đã thấy cậu bé ấy rồi. Đây anh có 6 con cá nè, cho nó ăn cá đi. Cho nó ăn quá chừng luôn mà nó không yêu anh ta. Ê gấu, ăn nó mày. Đó. Tôi còn có con luôn, ăn luôn đi. Sao nó chưa yêu anh nữa, anh cho nó ăn nãy giờ mười mấy con cá rồi đó. Đặt có cái yên không mà khó khăn quá vậy men. Tao không biết đâu. Cho nó ăn cá. Em có cá không cho anh đi. Đây được 6 con cá nữa nè. Nãy giờ là mười mấy con rồi đó. Ôi. À bạn ấy có con voi nữa à. Bạn ấy lôi đâu ra con voi chào bá lửa luôn. Tao
tới giờ vẫn chưa chịu, nó chưa chịu cho anh đặt cái yên nữa nè. Ơ, gấu ca. Con gấu mập đáng ghét. Rồi. Ôi trời ơi, giờ anh sẽ làm cái gì đây? Như các bạn đang trông thấy đó thì nó ăn nãy giờ hai mươi mấy con cá của anh rồi mà nó chưa chịu. Nó chưa chịu cho anh cưỡi nó luôn. Cá này thì nó không chịu ăn, nó chê là cá này cá rồi là cá. Cái chép của nó không chịu ăn. Nó muốn ăn cá lồng tông cơ. Ôi trời ơi, gấu mập ơi. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ... Ủa, con gấu của anh đâu rồi? Đây. Sao em khóc vậy? Đây, lụm con cá nữa. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cho con gấu này nó ăn 24 luôn. Gấu ca. Ăn ngập mặt về đi con gấu. Ôi trời ơi. Ăn như vậy rồi mà nó chưa chịu yêu anh nữa cơ. Ôi, sao mày quay cái mông vô mặt tao hoài vậy gấu? Trời ơi, đút thức ăn vô miệng mà nó đưa cái mông vô cũng phải đút luôn men. Nó bị gì vậy? Mày ăn quá trời đồ ăn của tao rồi đó gấu. Con gấu bị gì rồi? Ôi rồi, ok con dê, nó yêu anh rồi các bạn à. Và bây giờ cuối cùng thì chúng ta đã có một cái vòng trên cổ nó. Yeah. Ôi. Ôi của anh mà. Sao em cười rồi, em cho anh cười. Trời ơi, công tình luôn. Anh cho nó ăn quá trời luôn. Ôi đừng có quýnh gấu anh. Trời ơi, đừng có quýnh con gấu của anh. Không được. Không được ăn hiếp con gấu của anh. Em ăn hiếp gấu à là anh hốt em đấy. Hốt gõ, gõ em luôn đấy. Cho anh lên con gấu anh chơi với. Yeah. Wow, con gấu này bơi được không? Ẩm. Ôi. Nó chìm à. Con gấu biết bơi không anh em? Chết rồi. Ôi trời ơi, con gấu nó chìm các bạn ơi. Vậy sao mà đưa nó về nhà? Anh em cho anh ý kiến đưa con gấu này về nhà, ai có ý kiến nào hay không? Trời ơi, công tình anh lên đi gấu. Rồi. Anh em ơi. Ý kiến đem con gấu này về. Có ai đem con gấu này về nhà được không? Nó anh biết với. Dôi nữa. Thời ở đây có con dôi nữa. Con dôi. À, xin lỗi, gõ đít dôi rồi. Xin lỗi, dôi. Thời ơi. Hát não quá anh em rồi. Ok, cảm ơn thành viên nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh HNT Channel thì cho một subscribe nha. Ôi trời, tối thui sao chót luôn. Không còn cái đèn pin nào hết. Chắc anh phải làm một cái sau một cái khoảng thời gian vất vả thì kết quả chúng ta đã thu phục được cái con gấu. Một con gấu bắc cực. Rồi cuối cùng đó là anh làm cái bàn chế tạo đâu mất tiêu rồi. Đây cái bàn chế tạo đây. Làm tí bóng đèn cho nó sáng sáng chứ gì đâu mà tối thui à. Ok con dê. Đó. Đây chúng ta đang ngồi chờ cho trời sáng. Sao đêm nay mà trời lâu sáng thế? Chú ấy cởi con gấu đi du lịch luôn rồi kìa. Wow, nhìn con gấu dễ thương quá men. Trời tối thui sao chót. Sau một hồi vất vả thì chúng ta đã có được 5 cái quả trứng. 5 cái trứng này về anh sẽ nuôi.
Anh sẽ nuôi những cái con gấu, ở lòng anh nuôi những cái con chim cánh cụt này. Và nó sẽ ấp và nó sẽ đẻ ra, nó đẻ càng nhiều càng tốt. Bây giờ mình còn được ba con cá. Wow. Em ơi, em cho anh với. Em cho anh cởi gấu với. Em ơi, sao vậy? Sao em không cho anh cởi gấu vậy? Oh my god. Em ấy không cho anh cởi gấu, buồn quá man. Cái mic của em nó cái tiếng nó nhỏ, nó lớn, nó hay quá cho nên anh không có mở mic được. Rồi, đây, yeah. Chúng ta đang có một con gấu chào bá lửa luôn. Ôi giời ơi, chạy chạy chạy. Ăn rồi. Đó. Con dê. Quá tuyệt vời luôn. Wow, nó có tăng tốc độ chạy nữa nè. Khi mát cây là nó chạy nhanh hơn luôn. U la la. Đây cho các bạn chiêm ngưỡng nhan sắc của con gấu của mình. Oh my god. Chết rồi, con gấu này nó không biết bơi, quay mặt chạy vô. À, lên bờ xuống ruộng luôn. Cái kiếm của anh đây rồi, tưởng đâu cái kiếm kim cương của mình nó bị mất nữa chứ. Mày hả bưởi? Hình như là chúng ta đứng quá xa nó. Con gấu nó không ăn được con chim á men. Gấu ca xuất hiện. Trời ơi. Ok. Ủa sao anh ở đây, con gấu anh nó nằm dưới nước giữa đường vậy? Leo lên bờ. Gấu rồi. Ủa gấu lên. Cái con gấu này nó bị chìm rồi. Cá cắn gấu chết rồi hả? Gấu đâu rồi? À đây, con gấu lên bờ rồi. Hắc não quá các bạn ơi. Chơi con gấu này đúng hát luôn ấy. Rồi. Là sau một cái buổi vất vả, kết quả là đã làm thu phục được một cái con gấu ca, thu phục được gấu ca luôn. Đây gấu ca của chúng ta, đây chạy ra cái chỗ nào trống trống rồi chiêm ngưỡng nhan sắc con gấu ca của anh coi. À, có hai thành viên, ba thành viên đang chơi với mình luôn, và anh em nào có chơi với anh thì cứ việc vào chơi luôn. ID anh để bên dưới phần hiển thị video. Ở lên là này là con dôi nè, con dôi nó có cái dòi nè. À, con dôi nó có cái dòi nên người ta mới biết là con voi đấy. Wow, và các bạn xem video cho HNT một like ủng hộ cho vui nha. À, còn ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì cho một subscribe nha mọi người. Wow. VFX footage. Ok, còn bây giờ thì xin chào nha và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.